Hello mọi người, đây là chiếc quạt đã được mình nhờ người chuyển sang nguồn điện 220V. Cái quạt này là quạt nội địa của Nhật. Lẽ ra nó phải sử dụng qua cái đổi nguồn đấy, nhưng mà mình đã nhờ người đổi sang cái điện 220V rồi. Cái đấy nó chỉ cần lắp thêm một cái đổi nguồn bên trong là được. Thì đây ạ, nó sẽ hoạt động như này, mọi người có thể quan sát nhé. Đây, nó sẽ có một cái bệ như thế này. Đó. Kể cả cái này bây giờ mọi người chuyển đổi xong rồi, mọi người muốn cắm vào điện 110 vẫn ok nhá. Đây, thì nó sẽ có cả điều khiển này, và nó sẽ có cả cái cảm ứng ở đây. Thì các cái chế độ này thì nó sẽ có chế độ, đây gọi là quạt 360 độ. Và các cái chế độ của nó sẽ là hẹn giờ này. Hẹn giờ thì có hẹn 1 giờ này, 2 giờ này, 4, 3 giờ này, 4 giờ này. Đấy, 1, 2, 3, 4 tiếng là nó sẽ tự tắt này. Thứ hai là nó sẽ có chế độ quay hai bên. Quay hai bên thì nó sẽ giống như quạt nhà mình ấy. Nó quay sang bên này, xong nó quay sang bên này. Còn khi mà các bạn muốn nó không khí ở trong phòng nó được lưu thông một cách, được lưu thông một cách tốt hơn, và nó sẽ không kiểu như là bị bí gió vào mặt ấy, thì mọi người có thể sử dụng chức năng 360 này. Thì nó sẽ quay cho các bạn 360 độ luôn. Mọi người có thể kết hợp cả hai chế độ hoặc dừng một trong hai chế độ ha. Đó, bạn thấy không? Nó quay rất là, nhìn rất là cute, nhìn rất là đáng yêu ha. Đó, cái này mình chỉ test cho mọi người xem thôi. Cái này về thì số lượng không có nhiều, mình mua sale chỉ được mấy cái thôi, không có nhiều. Thế là quay vui cho các bạn xem thôi. Bạn nào mà muốn đặt mua thì cứ inbox cho mình xem, nếu mà mình mua được thì mình mua cho. Nhưng mà hiện tại thì mình mới mua được mấy cái thôi. Đó, nhìn đáng yêu chưa? Mình có thể dừng cái này lại mọi người ạ, mình có thể dừng cái này lại để cho nó đỡ quay hai bên này ấy. Đó. Mà đặc điểm cái này á, chạy êm cực kỳ luôn. Đây mọi người đang nghe cái tiếng ù là cái nồi chiên không dầu nhà mình nó kêu, còn riêng cái quạt này không có một tí tiếng động mà luôn, mà rất là mát. Đây, mình sẽ ngừng cái chế độ 360 lại để cho nó quay hai bên. Đó. Nó rất là mát mọi người ạ. Nó có cái chế độ to nhỏ này. Mình đang ở số 1 này. Số 1 này, xong là số... Đây. Đó. Cái này hình như chế độ đảo cánh nữa là phải. Cái này chế độ gì vậy? Số 1 này. Số 2 này. À, số 1 đây, cái này chỉ là số 1 thôi, số 2, số 3, số 4. Đây. Mọi người nghe thấy tiếng không? Mình để sát này nhưng mọi người cũng không hề nghe tiếng. Cái này đặc điểm của nó là êm kinh khủng luôn. Nó êm đến nỗi êm cực luôn ấy. Êm lắm mà gió rất là mát. Size của nó sẽ rơi vào này. Size của nó hơn tầm 30. Size quạt tầm 30 mọi người nhé. Còn cái chế độ này chế độ gì mình chưa khám phá ra. Đây, cái chế độ này chế độ gì, chế độ đi ngủ nữa cơ. Chế này là chế độ cây thông, này là chế độ gì nhỉ? Đó, chế độ... À, chắc là ban ngày. À, chế độ ban ngày, ban đêm. Ban ngày thì là... Đây, ban ngày là chế độ cây thông, ban đêm. Ồ, mình cũng chưa nghiên cứu kỹ lắm. Nhưng mà đây là... nó mình thấy là nó rất là êm luôn. Êm cực kỳ luôn. Đấy, mình có thể dùng cái này. Đó, điều khiển ha. Rất là cute mọi người ạ. Lần đầu tiên mình gặp một chiếc quạt đáng yêu như này ấy mọi người. Nhìn nó rất là đáng yêu. Màu thì rất là đẹp luôn. Đó. Xinh ơi là xinh. Xinh quá là xinh luôn mọi người. Mát lắm. Mát lắm nhá. Đặc biệt là mình đã chuyển đổi sang dòng điện 220V. Nhưng vấn đề là nếu như mọi người muốn cắm điện 110 vẫn ok mọi người nhá. Ok, vậy là mình đã review cho các bạn xem xong cái quạt ngô của Nhật nha. Cái này nó gọi là quạt 360 của Nhật Bản mọi người ạ.
Xinh ơi là xinh ấy, xinh lắm luôn.